Rồi em xin chào tất cả các cô chú và anh chị. Hôm nay em có về một số con điện thoại cũ giá tầm trung ha. Em cũng muốn giới thiệu lại để cho anh chị cô chú nào mà có nhu cầu mua điện thoại thì cứ liên hệ bên em nha. Thì đầu tiên em cũng giới thiệu luôn nha anh chị. Đây là một con của dòng Oppo ha. Đây là Oppo A5s nha anh chị. Màu xanh đen ha. Thì con này ngoại hình của nó còn khoảng 97-98% nha anh chị. Nói chung thì còn tương đối đẹp nha. Cấu hình của nó thì RAM 3, bộ nhớ 32GB. Màn hình của nó là màn hình 6.2 inch nha anh chị, 6.2 inch nè. Đây đây là Oppo A5s nha anh chị. Thì con này nó chạy hệ điều hành là Android là 8.1 ha. RAM 3, bộ nhớ 32GB. Và màn hình hiển thị rất là đẹp nha anh chị, không ám ố gì hết ha. Xài hai sim, hỗ trợ sim 4G. Con này pin của nó thì 4230 nha anh chị. Thì pin khá là ok ha. Đây hình thức rất là đẹp luôn. Cam kết của nó nha anh chị. Thì anh chị mua hàng bên em á, thì được 3 test bao xài trong vòng 7 ngày, mà nếu lỗi lầm gì thì đổi trả nha anh chị. Rồi, em báo giá luôn con này ha. Giá của Oppo A5s thì giá của nó là 2 triệu 2 nha anh chị. Giá 2 triệu 2, em tặng kèm cho anh chị một cái bộ sạc ha. Rồi tiếp theo là mình có con Redmi nha anh chị. Đây là Redmi Note 5 ha. Màu đen. Thì ngoại hình con này nói chung là cũng cũng khá là đẹp nha anh chị. Mặt trước mặt sau thì ok hết, không có trầy xước gì hết ha. Cấu hình con này là RAM 3, bộ nhớ 32GB nha anh chị. Đây Redmi Note 5 này ha. Màn hình của nó là màn hình 6 chấm ha. Con này nó chạy chip Snap là 636 nha anh chị. Chip này thì hỗ trợ chơi game này nọ ok nha. Liên quân thì cũng khá là mượt nha anh chị. Xài hai sim, hỗ trợ sim 4G luôn ha. Con này pin của nó là 4.001 nha anh chị. Rồi, giá của Redmi Note 5 là 1 triệu 8 nha anh chị. Giá 1 triệu 8 tặng kèm cho anh chị bộ sạc ha. Vân tay còn đầy đủ nè. Rồi, tiếp theo mình chuyển sang dòng Huawei nha anh chị. Đây là Huawei Y9 2019 nha. Thì con này màn hình của nó là 6.5 inch nha anh chị. Màn hình tai thỏ nè, 6.5 inch ha. Màn hình cũng khá là to. Về cấu hình con này thì RAM 4, bộ nhớ 64GB nha anh chị. Đây Huawei Y9 2019 ha, RAM 4, bộ nhớ 64GB này. Con này nó chạy chip là Kirin 710 nha anh chị. Phiên bản Android 9.1. Thì con này pin của nó cũng là 4230 ha. Anh chị mua về chơi xài chơi game Liên Quân này nọ thì ok nha. Cho bé học online cũng vậy. Xài hai sim, hỗ trợ sim 4G nha anh chị. Đây, con này cam của nó rất là nét luôn. Rồi, vân tay còn đầy đủ ha. Giá của Huawei Y9 2019 RAM 4 bộ nhớ 64GB là 2 triệu mốt nha anh chị. Giá 2 triệu mốt tặng kèm cho anh chị bộ sạc nha. Rồi tiếp theo là một con dòng Realme nha anh chị. Đây là Realme SER 11 màu xám ha. Thì con này thì màn hình của nó cũng 6.5 inch. Màn hình giọt nước 6.5 inch ha. Màn hình hiển thị rất là đẹp, không ám ố gì hết nha anh chị. Xài hai sim, hỗ trợ sim 4G. Mấy con này mua về cho bé học online ok này. Màn hình rất là to, pin của nó cũng khỏe ha. Pin con này tới 5.000 nha anh chị. Đây ha. Ngoại hình rất là đẹp luôn đây. Các chức năng cơ bản như là TikTok, Facebook, Zalo ok hết nha anh chị. Rồi, giá của Realme SER 11 là 1 triệu 950 ngàn nha anh chị. Giá 1 triệu 950 ngàn. Tặng kèm cho anh chị một cái bộ sạc ha. Rồi, tiếp theo là em có một
cũng dòng Realme luôn nha anh chị. Đây là Realme 7 nha. Realme 7 con này thì hình thức đẹp keng luôn ha. Đẹp keng luôn nha anh chị. Full chức năng hết nha anh chị. Con này nguyên zin luôn nha. Thì con này thì màn hình của nó cũng 6.5 inch, màn hình hiển thị là rất là đẹp này ha. Con này cấu hình của nó là RAM 8, bộ nhớ 128 GB nha anh chị. Đây, Realme 7 này. RAM 8, bộ nhớ 128 GB đây. Con này nó chạy phiên bản Android 11 chấm nha anh chị, 11 chấm ha. Rất là đẹp luôn. Mấy con này chơi game Liên Quân thì khỏi phải bàn nữa ha anh chị. Cam kiếp của nó này. Con này cam cam của nó siêu nét nha anh chị. Đây ha. Con này thì pin 5.000 nha anh chị. Pin 5.000. Mọi chức năng được ok hết ha. Rồi giá của Realme 7 là 3 triệu rưỡi nha anh chị. Giá 3 triệu rưỡi Realme 7 RAM 8 bộ nhớ 128 GB ha. Tặng kèm cho anh chị một cái bộ sạc. Rồi tiếp theo là Oppo R11S nha anh chị. Đây Oppo 10 R11S thì con này ngoại hình của nó là mặt sau. Mặt sau của nó này có bị trầy xước lông mèo nha anh chị. Nói chung là xước nhẹ nha, không đáng cỡ gì hết nha anh chị. Đây mặt trước của nó thì còn cái miếng dán ha. Còn miếng dán nha anh chị. Thì con này cấu hình của nó là RAM 4, bộ nhớ là 64 GB nha. Đây, Oppo R11S ha. Thì con này phiên bản Android 8.1 nha anh chị. RAM 4, bộ nhớ 64 GB nè. À, con này cái màn hình của nó là màn hình AMOLED nha anh chị. Màn hình hiển thị rất là sáng nè, sắc sắc họa đẹp nè. À, pin nó 4.000 nha anh chị. Pin con này 4.000 ha. Mua con này về chơi game Liên Quân cũng mượt mà lắm nha anh chị. Vân tay con đầy đủ nha. Rồi Oppo R11 RAM 4 bộ nhớ 64 GB. Thì giá của nó là 2 triệu nha anh chị. Giá 2 triệu tặng kèm cho anh chị một cái bộ sạc ha. Rồi em còn hai con. Nói chung con này thì bữa giờ em về cũng được 8-9 con gì á. Hàng full nguyên hộp nha anh chị. Full nguyên hộp á, em bán bữa nay còn được 3 con. Rồi Oppo A31 full hộp luôn nha anh chị. Em có hai màu. Màu đỏ tím và màu xanh nha anh chị. Màu đỏ tím và màu xanh. Thì con này bữa em về được 8 con mà em bán hết rồi còn được 3 con á. Đây là Oppo A31. Bản của nó là 6 GB. RAM 8 bộ nhớ là 128 GB nha anh chị. Đây. Nguyên hộp nguyên zin luôn nha. Màu đỏ tím và màu xanh này, em giới thiệu từng con nha anh chị. Đây hàng full nguyên zin hết luôn ha. Mặt trước còn dán này nói chung thì mới hoàn toàn nha anh chị. Màn hình của nó hiển thị ha. Mấy con mà nó full hộp về cho nên là nó không có bị lỗi làm gì hết nha anh chị. Đây Oppo A31 nè. RAM 6 bộ nhớ 128 GB nha anh chị. Con này phiên bản Android 9 chấm ha. Pin con này thì 4230 nha anh chị. Đây, rất là đẹp, rất là mới luôn. Vân tay đầy đủ hết ha. Rồi giá của Oppo A31 RAM 6 bộ nhớ 128 GB. Thì em đỡ giá lại cho anh chị là giá 3 triệu tư nha anh chị. Giá 3 triệu tư full nguyên hộp nha. Gồm có là cái ốp lưng này. Cái ốp lưng trong dẻo này ha. Miếng dán cương lực. Và một cái bộ sạc nguyên của nó luôn nha. Gồm có hai màu, màu đỏ tím và màu xanh. Đây. Cái bộ sạc nguyên của nó luôn nha anh chị. Rồi giá 3 triệu tư nha. Rất là đẹp không? Anh chị mua mấy con mà full hộp về xài thì bao yên tâm và chất lượng nha anh chị. Rồi tiếp theo là em có con Samsung J7 Prime này. Màu xanh đen. Thì con này nói chung là mấy cái dòng này xài rất là êm nha anh chị. RAM 3 bộ nhớ 32 GB. Mình xài lên mạng này nọ thì rất là ok nha.
Đây màn hình của nó hiển thị nè, không không có bị đốm gì hết nha anh chị. Con này thì pin 3.300. Xài 2 sim hỗ trợ sim 4G ha. Ngoại hình con này còn khoảng 95-96% nha anh chị. Rồi giá của Samsung J7 Prime em để là giá cho anh chị là giá 1 triệu rưỡi nha. Giá 1 triệu rưỡi tặng kèm cho anh chị một bộ sạc và một cái ốp lưng cho anh chị ha. Rồi tiếp theo là em có hai con ốp Oppo Neo 9 nha anh chị. Mấy con này anh chị mua về làm xài máy phụ ha. Rồi, nghe gọi Zalo, Facebook hay là TikTok này nọ ok nha. Cam kết của nó ok nha anh chị. Đây ha. Ok nha. Đây, cam của nó rất là nét nè. Thì mấy con này RAM 2 bộ nhớ 16GB nha anh chị. Anh chị mua về xài máy phụ thì rất là thích hợp nha. Ngoại hình của nó nói chung là còn mới lắm nha anh chị. Còn rất là mới ha. Mà xài được 2 sim và hỗ trợ sim 4G nha anh chị. Rồi giá của Oppo A37 hay còn gọi là Oppo Neo 9 sẽ là 900 ngàn nha anh chị. Giá 900 ngàn mỗi con ạ. À. Tặng kèm cho anh chị một bộ sạc ha. Rồi đây em có một con Oppo A31 nữa nha anh chị. Nhưng mà con này thì bản RAM 4 bộ nhớ 128GB nha. Màu đen. Thì ngoại hình của nó vẫn còn tương đối nha anh chị. Còn tương đối ok ha. Còn khoảng 97-98%. Cái kính kính cam này, kính cam có một cái đường xước nhẹ nha anh chị, nói chung là cái đường xước nhẹ, xước lông mèo á, không ảnh hưởng gì đến 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 vân tay hết ha. Cái vân tay nè, đây màn hình của nó rất là đẹp, đây không ám mố gì hết ha. Oppo A31 RAM 4 bộ nhớ 128GB full chức năng hết nha anh chị. Đây, cam kết của nó rất là nét luôn ha. Rồi, Oppo A31 bản RAM 4 bộ nhớ 128GB thì em sẽ đổi giá lại cho anh chị là giá 2 triệu 8 nha anh chị, giá 2 triệu 8 con này ha. Tặng kèm cho anh chị một cái ốp lưng. À, một cái bộ sạc cho anh chị ha, giá 2 triệu 8 ạ. Rồi tiếp theo là một con Hono 10 Lite nha anh chị. Hono 10 Lite nha. Ở trên thì màu bạc, ở dưới thì màu xanh dương nha anh chị. Thì ngoại hình con này cũng rất là đẹp nha, cũng còn 90 96-97% ha. Cấu hình con này thì RAM 3 bộ nhớ 64GB nha anh chị. Đây Honor 10 Lite này. Con này phiên bản Android 10 chấm này ha. RAM 3, bộ nhớ 64GB. Con này thì nó chạy chip là Kirin 710 nha anh chị. Pin con này thì 4.000 hay sao á, 4.000. Vân tay còn đầy đủ nha. Đây. Vân tay còn đầy đủ. Mọi chức năng được ok hết nha anh chị. Màn hình của nó là 6.2 inch ha. Cam kết của nó này nha anh chị. Rồi giá của Honor 10 Lite thì em đổi giá lại cho anh chị con này giá 2 triệu nha. Giá 2 triệu chẵn Honor 10 Lite. Tặng kèm cho anh chị một cái bộ sạc ha. Rồi tiếp theo là em có một con Realme SER 1 nha anh chị. Realme SER 1 thì con này ngoại hình của nó là mặt sau có hơi trầy xước nha anh chị. Có trầy xước này ha. Nói chung là con này full chức năng hết nhưng mà mặt sau thì có trầy xước. Và cấu hình con này thì RAM 2 bộ nhớ 16GB nha anh chị. Anh chị mua về xài làm máy phụ hay là mua về cho bé học online con này thì cũng rất là ok nha. Màn hình tai thỏ này, màn hình 6.2 inch ha.
Realme SE 1. Con này phiên bản Android 9 chấm nha anh chị. RAM 2 bộ nhớ 16 GB đây ha. Pin của nó thì 4000 nha anh chị. Con này pin 4000 ha. Xài hai sim, hỗ trợ sim 4G nha anh chị. Cam ký của nó này ok ha. Rồi, giá của Realme SE 1 thì em sẽ đổi giá lại cho anh chị con này là 1,5 triệu nha anh chị. Giá 1,5 triệu nha. 1,5 triệu Realme SE 1. Tặng kèm cho anh chị bộ sạc ha. Rồi, tiếp theo là đây là con Oppo F5 nha anh chị. Oppo F5. Màu đen ha. Thì con này cấu hình của nó là RAM 4. RAM 4 bộ nhớ là trăm bộ nhớ là 32 GB nha anh chị. Màn hình hiển thị rất là đẹp này, không ám ố gì hết nha. Pin con này là 3400. Đây RAM 4 bộ nhớ 32 GB đây. Xài hai sim, hỗ trợ sim 4G, mọi chức năng được ok hết nha anh chị. Cam ký của nó nè. Rồi, Oppo F5 RAM 4 bộ nhớ 32 GB thì em đỡ là giá cho anh chị con này là 1,6 triệu nha anh chị. Lấy con này 1,5 triệu cho anh chị nha, 1,5 triệu tặng kèm cho anh chị một cái bộ sạc luôn ha. Rồi, tiếp theo là một con dòng Huawei. Đây là Huawei i7 Pro 2019 nha anh chị. Màu xanh dương ha. Màu hình con này khá là đẹp, còn khoảng 98% nha anh chị. Màn hình là 6.2 inch ha. Con này nó hết pin rồi. Con này thì màn hình 6.2 inch nha anh chị. RAM của nó thì RAM 3, bộ nhớ 32 GB ha. Mấy con này thì anh chị mua về cho bé học online này nào ok nha anh chị. Đây. Pin của nó cũng khá là trâu, pin của nó là 4200 ha, 4230. Xài hai sim, hỗ trợ sim 4G, nó hết pin rồi. Nếu mà anh chị nào mà mua con này thì có thể gọi điện trực tiếp với app Zalo, em sẽ tư vấn cho con này ha. Giờ nó hết pin rồi, em không thể giới thiệu nhiều hơn ha. Rồi giá con này là 1,750.000 nha anh chị. Huawei i7 Pro 2019 giá 1,750.000 nha. Xài rất là ok. Rồi tiếp theo em có một con, đây là cũng Oppo F5 nha anh chị. Oppo F5 màu vàng gold ha. Màu vàng gold. Thì con này ngoại hình của nó nói chung là xấu nha anh chị. Ngoại hình này, mặt sau này. Mặt sau có trầy xước ha. Cái mặt trước của nó cũng cũng bị xước lông mèo nha anh chị. Kính của nó này có xước lông mèo. Với lại cái phía dưới này nó có hơi bị mỉ một miếng này, anh chị thấy không? Đây, mỉ một miếng như đây. Nói chung thì nó cũng nhỏ, không có đáng kể gì ha. Oppo F5 thì con này bản của nó thì cũng RAM 4 bộ nhớ là 32 GB. Đây Oppo F5 RAM 4 bộ nhớ 32 GB, màn hình thì hiển thị rất là đẹp nha, không ám ố gì hết. Có cái thì ngoại hình của nó hơi xấu nha anh chị, vân tay còn đầy đủ luôn. Xài hai sim, hỗ trợ sim 4G này nọ ha. Cam kết của nó nè. Đây. Pin cũng rất là ok nha anh chị. Rồi anh chị nào mua con này cho bé học online hay là mua về xài chữa cháy này nọ thì em đỡ giá là cho anh chị con này là 1,3 triệu nha. Giá con này 1,3 triệu. Ngoại hình của nó có hơi bị xước xước mặt trước này nha anh chị. Rồi ở phía sau thì nó cũng cũng hơi có hơi nhăm trài đi ha. Đây, ngoại hình thì em cũng đã nói rồi ha, nó bị mẻ một miếng ở dưới này đây. Rồi xước lông mèo ở phía mặt kính trước, rồi phía sau nó cũng hơi xấu nữa. Giá 1,3 triệu Oppo F5 nha. Tặng kèm cho anh chị một cái bộ sạc luôn ha. Rồi, tiếp theo là em có một con VMAX Zoi 3 nha anh chị. VMAX Zoi 3 thì con này ngoại hình của nó thì kính trước này, kính trước cũng có xước lông mèo mà xước không đáng kể gì nha anh chị. Xước nhẹ thôi nha. Còn phía sau nó cũng có hơi 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 nhăm nhăm chài xíu ha.
Và con này thì cấu hình của nó là RAM 3, bộ nhớ là 32 GB nha anh chị. Em mở phần giới thiệu cho anh chị xem ha. Giới thiệu điện thoại này. Đây, đây là VMAX Joy 3 nha anh chị. Thì con này phiên bản Android 10 chấm ha. RAM 3, bộ nhớ 32 GB. Con này nó chạy chip Snap nha anh chị. Chip Snap là 63 6330 hay sao á. 632 nha anh chị. Con này chạy chip Snap là 632. Màn hình của nó cũng rất là to nha anh chị. Màn hình 6.5 inch. Pin con này thì 5.000 ha, pin khá là trâu 5.000. Rồi, cam kết của nó này nha anh chị. Đây ha. Sẽ hai sim hỗ trợ sim 4G. Rồi giá của VMAX Joy 3 em sẽ đỡ lại giá cho anh chị là giá 1.750.000 nha anh chị. Giá 1.750.000 tặng kèm cho anh chị một cái bộ sạc ha. Con này vân tay còn đầy đủ luôn nha anh chị. Giá 1.750.000 ạ. Rồi, đây là con Oppo F1S ha, màu hồng nha anh chị. Màu hồng. Thì con này cấu hình là RAM 3, bộ nhớ 32 GB ha. Màn hình của nó là 5.5 inch này. Anh chị mua về xài Zalo, Facebook, YouTube này nọ thì ok, nhưng cho bé học online con này cũng khá là được nha anh chị. Vân tay là cảm biến vân tay ở dưới này ha. Rồi ngoại hình của nó còn tương đối nha anh chị. Hết pin rồi. Rồi giá của Oppo F1S là giá 1.4 triệu nha anh chị. Giá 1.4 triệu tặng kèm cho anh chị một cái bộ sạc và một cái ốp lưng và một cái miếng dán cường lực cho anh chị ha. Giá 1.4 triệu thôi ạ. À. Rồi tiếp theo là một con dòng Realme. Đây là Realme 3 nha anh chị. Realme 3. Ở trên thì màu đen, ở dưới thì màu xanh dương ha. Thì con này nói chung thì ngoại hình của nó còn khoảng 90 96 97% nha anh chị. Mọi chức năng đều ok. Con này thì RAM 3, bộ nhớ 32 GB. Màn hình là 6.3 inch nha anh chị. Phiên bản Android của nó là 10 chấm này ha. RAM 3, bộ nhớ 32 GB nè. Cảm ứng rất là nhẹ nha anh chị. Cam của nó nè. Xài hai sim hỗ trợ sim 4G. Rồi con Realme 3 này, vân tay còn đầy đủ nha. Con này có cái là nó bị mất rung nha anh chị. Nó bị mất rung ha. Còn âm thanh là còn đầy đủ nha anh chị. Rồi, giá của Realme 3 thì em sẽ đổi giá lại cho anh chị là 1.9 triệu nha anh chị. Giá 1.9 triệu Realme 3. Rồi, em xin dừng video ở đây nha anh chị. Em xin cảm ơn tất cả các cô chú anh chị đã theo dõi và ủng hộ video của em nha. Ai mà có nhu cầu mua điện thoại thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của em hay là app Zalo, gọi điện trên Zalo em tư vấn cụ thể hơn nha anh chị. Rồi, em xin cảm ơn ạ. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.